binh sĩ Nga phát hiện cảnh tượng khủng khiếp khi tiến vào Kryvyi. Điện Kremlin tuyên bố NATO đang đối đầu trực tiếp với Nga. Tây Ban Nha công bố gói viện trợ hơn 1 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Gã khổng lồ ngành giám sát Trung Quốc đình chỉ hoạt động ở Nga. Xin kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Hãy cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất trong 24 giờ qua. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính ngay sau đây. Mới đây, trong một thông báo trên trang Telegram cá nhân, Thống đốc vùng Kherson Vladimir Sando cho biết khi tiến vào khu vực tả ngạn sông Dnipro, đặc biệt là thị trấn Krenki và kiểm tra các ngôi nhà còn sót lại, binh sĩ Nga đã phát hiện nhiều điều kinh khủng tại các vị trí binh sĩ Ukraine vượt sông và trú ẩn trước các đợt dội hỏa lực của Nga. Ông Sando viết, tại Krenki, quân đội của chúng tôi khi kiểm tra những ngôi nhà bị phá hủy, tiếp tục phát hiện ra những phát hiện khủng khiếp là những tầng hầm chứa các binh sĩ thủy quân lục chiến Ukraine đã tử trận. Họ đã bị bỏ lại khi các đơn vị Ukraine rút khỏi đây. Trong khi đó, bình luận về sự xuất hiện của một đoạn video có lá cờ Ukraine trên tháp nước ở lối vào trại Cossack ở tả ngạn dòng sông, ông Vladimir Sando cho biết, sau khi lực lượng đổ bộ đường không Nga hoàn toàn kiểm soát Krenki, cơ quan tuyên truyền của Kiev đã cố gắng nói sự kiện này là chiến thắng của lực lượng vũ trang Ukraine, AFU. Cụ thể, thủy quân lục chiến của AFU đã di rời đến các vị trí thuận tiện hơn trong một khu định cư gần Krenki với bằng chứng là lá cờ ở trại Cossack. Theo ông Sando, trên thực tế, lá cờ Ukraine được thả xuống tháp nước từ một chiếc máy bay không người lái được điều khiển từ hữu ngạn sông Dnipro. Và ở tả ngạn, chỉ còn lại một số binh sĩ Ukraine đang phải lẩn trốn và đói khát. Trước đó, ngày 23 tháng 5, ông Sando thông báo rằng làng Krenki ở tả ngạn sông Dnipro đã bị quét sạch và AFU đã phải rút lui về các cù lao ở giữa dòng sông Dnipro. Theo đó, quân đội Ukraine không ngừng cố gắng đổ bộ vào tả ngạn sông Dnipro. Tuy nhiên, phía Nga đã tạo ra hàng rào hỏa lực để đánh chìm mọi con thuyền muốn vượt sông và loại bỏ bất kỳ binh sĩ Ukraine nào muốn tiếp cận phía tả ngạn. Chính sự ác liệt của trận chiến đã khiến nhiều đơn vị AFU bất tuân thượng lệnh tham gia nhiệm vụ tấn công tự sát ở Krenki. Vào tháng trước, các tòa án Ukraine đã đưa ra một số bản án cho các quân nhân vì tội bất tuân mệnh lệnh tham gia chiến dịch ở Krenki, vùng Kherson. Một trong những người lính đã bị kết án 5 năm tù vì từ chối vượt qua Dnipro để củng cố vị trí chiến đấu tại Krenki. Một chỉ huy đặc nhiệm AFU có biệt danh Grad cho biết quân nhân Ukraine sợ bị điều tới Donbass. Theo ông, họ cũng rất sợ khả năng bị đưa tới Krenki hoặc dưới cầu Antonovsky. Liên quan tới sự hỗ trợ của Mỹ và phương Tây cho Ukraine, Tổng tư lệnh AFU, tướng Oleksandr Syrsky đã chấp thuận việc cho các sĩ quan đặc nhiệm Pháp ở lại nước này để tham gia hoạt động huấn luyện tân binh. Tướng Syrsky cho biết, tôi đã ký các văn bản cho phép những sĩ quan huấn luyện người Pháp đầu tiên đến thăm các trung tâm đào tạo của chúng tôi và làm quen với các cơ sở hạ tầng cũng như đồng nghiệp của họ. Tổng tư lệnh AFU tuyên bố việc ký kết các văn bản trong cuộc gặp với Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Pháp Sébastien Lecornu qua liên kết video. Tướng Syrsky ca ngợi quyết tâm của Paris khi tham gia dự án đầy tham vọng này. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow có thông tin về công việc của các huấn luyện viên quân sự Pháp ở Ukraine. Hãng tin RIA Novosti đăng tải, Phó chỉ huy biệt đội Baikan của lữ đoàn Saint-Georges với biệt danh Donros đã dự đoán những trận chiến tại Chasovia tương tự như trận chiến trong thành phố Bakhmut hồi năm 2023. Chasovia nằm trên đồi cao nên cuộc chiến giành vị trí chiến lược này sẽ rất ác liệt. Sĩ quan chỉ huy biệt đội Baikan chia sẻ, tôi đã từng có mặt tại Bakhmut, tôi sẽ nói thẳng với bạn, ở Chasovia chúng tôi sẽ được chào đón nồng nhiệt. Thành phố nằm trên một ngọn đồi, điều này khiến quá trình tấn công nguy hiểm và phức tạp. Theo lời chiến binh này, mặc dù Chasovia có quy mô nhỏ hơn Bakhmut, nhưng điều này không làm nó trở thành mục tiêu đối với quân đội Nga. Trước đó, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Viktor Vodolatsky bày tỏ tin tưởng quân đội Nga sẽ nắm hoàn toàn quyền kiểm soát Chasovia trong thời gian tới. Ông này cho biết thêm, mọi ngôi nhà, mọi ngõ ngách trong thành phố đều có thể biến thành công sự kiên cố. Tờ Reuters đưa tin ngày 27 tháng 5, Điện Kremlin đã đưa ra bình luận về những lời kêu gọi gần đây của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, đồng thời nói rằng NATO đang đối đầu trực tiếp với Nga. Tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn với The Economist, ông Stoltenberg cho biết các thành viên NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine nên chấm dứt lệnh cấm sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga. Bình luận về tuyên bố của ông Stoltenberg, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh NATO đang gia tăng mức độ leo thang, họ đang đi quá xa trong luận điệu quân sự. Khi được hỏi liệu NATO có tiến gần tới một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga hay không, ông Peskov nói, họ không đến gần, họ đang ở đó. Bên cạnh đó, người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm rằng quân đội Nga cũng biết phải làm gì và quân đội tiếp tục hoạt động quân sự. Theo hãng tin TASS ngày 27 tháng 5, trong bài phát biểu bên lề Hội đồng Nghị viện NATO, ông Stoltenberg nêu rõ,
NATO ủng hộ việc dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga. Nhưng những quyết định này tùy thuộc vào từng quốc gia liên minh cung cấp vũ khí cho Ukraine. Người đứng đầu NATO giải thích, đây là hành động giúp người Ukraine tự vệ tốt hơn và lưu ý thêm rằng những hạn chế này chỉ được thực hiện ở cấp quốc gia. Tổng thư ký NATO cho rằng, một khi vũ khí của NATO được bàn giao cho Kiev, chúng sẽ trở thành vũ khí của Ukraine và có thể được sử dụng theo ý mình. Mỹ và các đồng minh đã nhiều lần khẳng định không khuyến khích Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, đầu tháng này, Anh, một thành viên NATO, tuyên bố cho phép Kiev có quyền dùng vũ khí được London cung cấp để tấn công vào các mục tiêu trong lãnh thổ nước Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng nước này đang có nguy cơ xảy ra một thế chiến mới vì Ukraine. Ông nói rằng một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO sẽ đồng nghĩa với việc hành tinh này chỉ còn một bước nữa là đến thế chiến thứ ba. Ngày 27 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hội đàm và ký hiệp ước an ninh song phương với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ở Madrid, Tây Ban Nha. Ông Sanchez cho biết thỏa thuận bao gồm nhiều vấn đề từ hỗ trợ quân sự, nhân đạo và tài chính cho đến hợp tác về công nghiệp quốc phòng, hỗ trợ hoạt động tái thiết, rà phá bom mìn và nhiều thứ khác. Nổi bật trong số đó là cam kết viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ euro, tương đương 1,08 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024 cho Ukraine. Khi đề cập đến cuộc tập kích của Nga vào thành phố ở đông bắc Ukraine khiến hàng chục người không qua khỏi, Thủ tướng Tây Ban Nha nói, gói viện trợ sẽ giúp Kiev tăng cường năng lực, bao gồm cả các hệ thống phòng thủ cần thiết để bảo vệ dân thường, các thành phố và hạ tầng vốn đang hứng chịu các cuộc tấn công bừa bãi như cuối tuần qua tại Kharkov. Theo ông Sanchez, Tây Ban Nha đã cam kết cung cấp đạn tên lửa Patriot cho Ukraine, song điều Tổng thống Zelensky hiện cần từ các đối tác là hệ thống để phóng các quả đạn. Thủ tướng Sanchez cho hay, ông ấy đang thảo luận với các đồng minh để xem chúng tôi có thể chuyển giao cho Ukraine chính xác bao nhiêu hệ thống, thứ sẽ giúp Ukraine đảm bảo an ninh trên không. Theo nhà lãnh đạo Tây Ban Nha, nước này sẽ chuyển giao cho Ukraine thêm một lô xe tăng Leopard và đạn dược, cam kết tiếp tục hợp tác với Kiev để nghiên cứu xem có thể giúp nước này bảo vệ vùng trời bằng các cách và hệ thống thay thế nào khác. Về phần mình, trong cuộc họp báo sau hội đàm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu rằng bản thân ông cảm ơn Tây Ban Nha về sự hỗ trợ kiên định dành cho Ukraine. Ông Zelensky nói, chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của Tây Ban Nha đối với những dự án chung về sản xuất vũ khí và phát triển công nghệ an ninh. Các dự án chung sẽ tiếp thêm sức mạnh cho hai quốc gia, không chỉ về quân sự mà còn về kinh tế. Tôi cũng gửi lời cảm ơn tới chính quyền Madrid về quyết định bổ sung đạn pháo cũng như các thiết giáp cho Ukraine. Tây Ban Nha đã cung cấp cho Ukraine 10 xe tăng Leopard. Tháng trước, nước này công bố sẽ chuyển giao cho Kiev hệ thống phòng không Patriot nhưng không nêu rõ số lượng. Sau cuộc đàm phán với Thủ tướng Sanchez, ông Zelensky đã gặp và ăn trưa với quốc vương Philippe đệ lục. Nhà vua Tây Ban Nha nhấn mạnh viện trợ quân sự của nước này dành cho Ukraine hoàn toàn mang mục đích phòng thủ và Kiev không được sử dụng vũ khí do Tây Ban Nha cung cấp để tập kích lãnh thổ Nga, tương tự điều kiện viện trợ của Mỹ và một số nước khác. Quốc vương cũng cho biết hơn 4.300 binh sĩ Ukraine đã được đào tạo tại quốc gia này. Trước Tây Ban Nha, Ukraine đã ký hiệp ước an ninh song phương với một số nước, trong đó có Pháp, Đức và Anh. Theo số liệu của Viện Kiel, cơ quan theo dõi viện trợ cho Ukraine có trụ sở tại Đức, trước khi công bố gói mới, Tây Ban Nha đã cam kết hỗ trợ quân sự 358 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Đây là mức đóng góp tương đối nhỏ trên bình diện châu Âu. Đức, Anh và Pháp đã lần lượt cam kết viện trợ cho Ukraine lần lượt 20,21 tỷ đô la Mỹ, 10,01 tỷ đô la Mỹ và 6,14 tỷ đô la Mỹ. Gói viện trợ mới được Tây Ban Nha công bố trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với chiến dịch trên bộ quy mô lớn của Nga ở tỉnh đông bắc Kharkov. Nga cũng thường xuyên tập kích bằng tên lửa và rocket, máy bay không người lái UAV và bom dẫn đường vào các thành phố của Ukraine, nhất là Kharkov. Trước tình hình căng thẳng, Ukraine đang kêu gọi các nước phương Tây cung cấp thêm đạn dược và khí tài, đặc biệt là hệ thống phòng không. Gã khổng lồ ngành giám sát Trung Quốc Hivision mới đây đã đình chỉ hoạt động ở Nga, gia nhập hàng ngũ hơn 1.000 công ty đã thu hẹp quy mô kinh doanh ở nước này kể từ cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu năm 2022. Trang web tiếng Nga của Hivision hiện đang ngoại tuyến và ngày chính xác các hoạt động chấm dứt vẫn chưa công bố rõ ràng. Nhà sản xuất có trụ sở tại Hàng Châu phải chịu lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ và nằm trong danh sách thực thể của Bộ Thương mại Mỹ, chịu sự kiểm soát xuất khẩu và hạn chế cấp phép. Động thái của Hivision mà Ukraine năm ngoái coi là nhà tài trợ xung đột vì tiếp tục bán hàng ở Nga diễn ra sau các lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ nhắm vào các công ty quốc tế trong các lĩnh vực được coi là hỗ trợ cơ sở công nghiệp quân sự của Nga.
Theo hãng truyền thông Nga Spek, Hivision cùng với thương hiệu bình dân Hiwas chiếm khoảng 30% thị trường camera giám sát của Nga vào năm 2021. Video Glass viết trong bài đăng của mình rằng việc đình chỉ hoặc thay đổi kênh cung cấp trong thời gian tới có thể gây ra tình trạng thiếu hụt sản phẩm Hivision và một số linh kiện điện tử dẫn đến giá của chúng tăng cao. Video Glass cho biết đã đến lúc chuyển hướng sang các nhà sản xuất trong nước từ các thương hiệu toàn cầu để đảm bảo chuỗi cung ứng công nghiệp đáng tin cậy hơn. Camera Hivision cũng phổ biến ở Ukraine. Đài phát thanh châu Âu tự do dẫn nguồn tin thực thi pháp luật Ukraine cho biết một người có liên quan đến vụ tấn công tên lửa của Nga ở Kiev hồi tháng 1 năm nay. Cơ quan an ninh nhà nước Ukraine tin rằng lực lượng Nga đã hack camera. Năm ngoái, một công ty Ukraine có mối liên hệ với Hivision đã bị chính quyền địa phương loại khỏi quá trình đấu thầu một hợp đồng công nghệ giám sát công do liên kết với Hivision. Công ty bị loại trừ là Engering Analytica, đã đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban chống độc quyền của Ukraine với lý do các yêu cầu phân biệt đối xử. Trong một cuộc phỏng vấn với Newsweek, Ủy ban cho biết khiếu nại đã bị bác bỏ. Vào năm 2023, nhóm nghiên cứu ngành giám sát Internet Broadcom Video Market có trụ sở tại Mỹ tiết lộ rằng Hivision đã giành được hợp đồng trị giá 9 triệu đô la Mỹ để phát triển hệ thống khuôn viên thông minh cho Đại học Minh Giang ở Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến.